Tiền nhiều để làm gì mà để tôi đến ngày hôm nay ngồi như thế này? Tiền quyền để làm gì? Những tranh cãi, những mâu thuẫn và rồi đổ vỡ, đó là nỗi đau của ông chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Nhưng sau câu hỏi này, dư luận xã hội đã nổi lên rất nhiều ý kiến. Chỉ sợ không có tiền thôi, chứ có tiền thiếu gì nhu cầu để xài. Trên thương trường, tiền là vũ khí sắc bén, nguy hiểm nhất để sát thương nhau. Người giàu, tiền nhiều để làm gì? Người nghèo, làm gì để nhiều tiền? Tiền không mua được mọi thứ, nhưng có tiền vẫn tốt hơn mà. Và hàng loạt những ý kiến khác mang tính vui vẻ, như tiền nhiều để mua vàng, mua trà sữa, để hút mỡ, để được đi trên siêu xe, để shopping không cần nhìn giá, để đi du lịch vòng quanh thế giới, hay tiền nhiều để nói gì cũng đúng. Mình cũng không biết được, tại vì hiện tại là mình không có tiền nên mình cũng không biết làm như thế nào. Tại vì cơm còn bữa đó bữa no, sao mà biết được tiền nhiều làm gì? Nào có tiền mới tính được. Có số tiền nhiều thì mình có thể trang trải cho những người khổ hơn mình. Rồi sau đó thì mình lo cuộc sống cho bản thân mình, gia đình, vợ con. Chị sẽ làm được những chuyện có ý nghĩa, giúp ích cho đời này kia, đồ này kia. Ước mơ của chị là vậy thôi. Đúng là mỗi người trong chúng ta đều có một cách trả lời khác nhau cho câu hỏi tiền nhiều để làm gì. Nhưng với những người có rất rất nhiều tiền trên thế giới, họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Ngay bây giờ xin kính mời tất cả quý bà con cùng tiếp tục đến với một số câu nói bất hủ và đáng để chúng ta suy ngẫm ngay sau đây. Tôi nghĩ gia đình tôi có khoảng 100 tỷ là đủ phục vụ. Lớn hơn 100 tỷ để phục vụ cá nhân thì không còn nhiều giá trị. Khi bạn có 100.000 đô la Mỹ nhưng không hạnh phúc, bạn cho rằng 1 triệu đô la Mỹ sẽ khiến bạn hạnh phúc. Thực tế điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn sẽ không hạnh phúc hơn dù có gấp đôi tài sản. Và tiền không làm thay đổi bản chất bên trong. Nếu trước khi có tiền, họ là một kẻ đáng khinh, thì sau đó họ chỉ đơn giản là một kẻ đáng khinh có tỷ đô la. Tôi có thể hiểu được mong muốn của nhiều triệu đô la Mỹ. Nó mang lại sự tự do nhất định, sự tự do đầy ý nghĩa theo sau đó. Nhưng khi bạn có nhiều hơn thế, tôi phải nói rằng mọi thứ không có gì thay đổi. Bạn thường nghe thấy câu tiền không mua được hạnh phúc. Trong sâu thẳm tâm trí, tôi cho rằng rất nhiều tiền có thể mang lại cho bạn chút ít hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này không thật sự đúng. Thì tất nhiên là mình chọn hạnh phúc gia đình chứ. Có hạnh phúc gia đình thì mình mới có động lực để mình làm, mình kiếm, có thể kiếm thêm tiền. Thì tôi sẽ chọn gia đình, trước hết là gia đình. Tiền thì có ở đó rồi nó cũng sẽ đi thôi. Nó không có đi theo mình mãi, chỉ có gia đình mới đi theo mình suốt cuộc đời. Chị chọn gia đình, mái ấm là trước nhất. Tiền bạc thì mình có thể ngày nay mình kiếm được, mai mình kiếm tiếp. Tiền nhiều để làm gì? Thực ra, câu nói đầy đủ của ông chủ Trung Nguyên đã thể hiện một vấn đề khác, không đơn giản như những gì cộng đồng mạng bàn luận. Rộng hơn, bao quát hơn và tính triết lý sâu xa hơn, đó là mối quan hệ tiền, tình và chân lý đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống, phải không Nguyên Bảo? Đúng là như vậy là gì ạ? À? Và bản thân Nguyên Bảo cũng đã từng nghe được một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đó là không có con đường nào đi đến hạnh phúc chính là con đường. Và Nguyên Bảo cũng thiết nghĩ là mỗi người trong chúng ta đều sẽ biết điều gì quan trọng nhất với cuộc đời của mình. Hy vọng là qua phóng sự vừa rồi sẽ phần nào có thêm ý nghĩa đối với cuộc sống của tất cả quý vị.